Xin chào quý vị và các bạn. Thời tiết đáng lưu ý hôm nay là những cơn mưa rông ở các tỉnh Tây Bắc Bộ, Việt Bắc vào chiều và tối, khả năng có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh đi kèm. Còn ở miền Nam thì vẫn là chuỗi ngày nắng nóng kéo dài, xuất hiện chiều cường đầu tháng 3 âm lịch. Cụ thể, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên chiều tối nay, các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc có khả năng xuất hiện mưa rông, nguy cơ cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh nên quý vị cần chú ý đề phòng. Còn trong ngày, trời nắng nên nhiệt cao nhất ở mức là từ 30 đến 33 độ, thậm chí có nơi cao hơn. Với các tỉnh phía Đông Bắc, chịu tác động của đới gió đông nam ẩm nên sáng sớm nay có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km. Từ trưa chiều trời giảm mưa, nhiệt độ tăng lên mức là từ 27 cho đến 29 độ. Lui về phương Nam, khối không khí ổn định vẫn duy trì trên cả Tây Nguyên và Nam Bộ, vẫn tiếp tục bao trùm nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên ở ngưỡng là từ 34 cho đến 36 độ. Tại Nam Bộ, các tỉnh miền Đông là từ 35 cho đến 38 độ, có nơi cao hơn. Còn ở miền Tây thì là từ 34 cho đến 37 độ. Ngoài nắng nóng diện rộng kéo dài thì khu vực Nam Bộ còn chịu ảnh hưởng của hiện tượng chiều cường đầu tháng 3 âm lịch. Dự báo trong hôm nay và ngày mai, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai có khả năng ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 1. Thời gian đỉnh chiều cao vào sáng sớm và buổi chiều làm gia tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông ở khu vực phía đông của Nam Bộ. Với Trung Bộ, ngày hôm nay, toàn miền đều có xu hướng tăng nhiệt, nền nhiệt cao nhất ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh là từ 27 cho đến 29 độ. Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, trời nắng, nền nhiệt ngày cao từ 29 đến 32 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời nắng từ sớm, nhiệt độ cao từ 32 cho đến 34 độ. Trên biển, ngoài khơi xa, gồm hai vùng biển là vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thời tiết tốt, đều có gió ở mức cấp 3 đến cấp 4, trời tạnh ráo, tầm nhìn thông thoáng. Thủ đô Hà Nội chịu tác động của đới gió đông nam ẩm, vì thế sáng nay Hà Nội vẫn có khả năng xuất hiện mưa nhỏ với xác suất mưa cao là trên 80%. Mức nhiệt lúc này khoảng từ 22 cho đến 23 độ, trời vẫn se lạnh. Từ trưa và chiều gió đông nam yếu đi thì trời dứt mưa, hửng sáng, nền nhiệt cao nhất trong ngày tăng lên mức 28 độ. Thời tiết rất mát mẻ. Còn tại thành phố Đà Nẵng cũng dự báo có thời tiết đẹp với xác suất mưa thấp dưới 25%. Trời có nắng nhưng mức độ không gắt và có gió biển thổi nên không khí thoáng đãng, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở ngưỡng là từ 33 cho đến 34 độ, thấp nhất về đêm và sáng là khoảng từ 27 cho đến 28 độ. Với khối không khí ổn định bao trùm thì thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng, xác suất mưa ở thành phố chỉ thấp dưới 5%. Còn trong ngày, trời nắng nóng với mức nhiệt cao từ 36 đến 37 độ, thời gian nóng nóng nhất là trong khoảng từ 12 đến 15 giờ chiều. Do đó, quý vị cần hết sức lưu ý, hạn chế ra ngoài trời nắng gắt trong thời điểm này để phòng say nắng, sốc nhiệt.